Kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên trên xưởng và thông báo với các bác là những sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt như là loa siêu trầm, chuyên về loa siêu trầm, các dòng series đời to đời khủng mà các bác đã tin tưởng và sử dụng những sản phẩm bên em. Thì hôm nay em tiếp tục tái sản xuất các dòng như là siêu trầm xúc kép BC218SH mẫu của BNC. Cơ đây hôm nay là mang lên cho anh em trên xưởng là rất nhiều ốp tay sách, một cái này đã gần 20.000 một cái này. Một thùng của nó 1, 2, 3, 4, đằng sau 4 cái nữa, bên này là 4 cái nữa, 12 cái cho một thùng. Và cái thùng này thì nó 3 chỗ để cắm cọc thôi. Đấy, trên nóc có, bên cạnh có, thùng thì bên em làm tất cả đều có ốp tay này, đã có ốc keo rồi nhé, để các bác có thể vặn keo ở đây hoặc là tháo keo ra vặn khui treo M8 ở đây, xong bắt đầu tời cáp đi. Và hơn nữa là có luôn cả ốc này, ốc bắn điểm các góc này, nên chắc chắn, rất là chắc chắn luôn nhé. Ở đây là nhá hình các bác, là bên trong cấu tạo thùng của 118XN nó siêu trầm. Quay qua thôi, quay kỹ nộ bí mật mất. Con này là sức đơn 18 inch nhưng mà to như sức kép, và áp suất lực hơi các cái nó đánh thì không kém gì một chiếc sức kép siêu khủng. Đấy, tôi nhìn cái logo thương hiệu này nha. Bây giờ anh em chúng em sẽ cố gắng lên lên hình một chiếc 118XN để các bác cùng xem. Cố gắng lên hình thôi, nhưng mà đây siêu trầm, đây là B và C 218SH. Cái này em phải khắc tên B và C này này để tôn trọng bản quyền của hãng, nhà nào người ta nghiên cứu và người ta thiết kế ra thì mình để tên đây. Con này thì hợp với các dòng của bát BNC. Đấy, còn dòng các bộ kia thì hợp với tất cả các dòng của bát. Đấy, rất khủng đúng không ạ? Rất khủng. Đây các bác xem nhé, đây là BCSH218, B và C 218SH, và đây anh em vừa đóng xong ở TH118XN. Tôi nhá hình trước các bác nhé, 118XN nó to như xúc kép, như xúc kép EGLE218, nó to ngang với con E218, chiều sâu các cái gần như tương tự, nhưng mà cái nhịp bát của nó làm được việc như con 218 luôn. Top Home 118XN. Con này thì hợp với một số dòng cụ non em, thì nó sẽ khai thác được hết cái khả năng trình diễn trên cái thùng này. Dòng này thì các bác có thể tùy chọn là nắp cụ thường được, nhưng mà côn cứ miễn con này, cái thùng này nhé, nắp cái bát nào thì nắp cứ miễn, côn của các bác là côn trên 100 là được. Côn 115, côn 125, côn 150, hoặc là hai tầng côn 100 cũng được. Đấy, bởi vì giá trị cái thùng nó cao rồi, nó phải đi cùng với một số cái dòng bát, nó phải cao và đúng chất. Ui, nặng kinh khủng luôn, thùng không thua 60 cân, nó nặng ngang với một chiếc xúc kép, tốn gỗ như một chiếc xúc kép. Một cái thùng này là vào hơn 2 tấm gỗ. Đấy, đây là cái lưới này, bởi vì một cái tiền đặt lưới là một lần đặt lưới là mười mấy, gần 20 triệu một cái tiền lưới xúc ấy, nên phải tận dụng tối đa. Sau khi hàng đã trôi rồi thì em sẽ tiếp tục ra một số sản phẩm nữa phù hợp với nhu cầu của các bác, và cũng nghiên cứu làm sao nó thùng nó gọn và nhẹ hơn để phù hợp với một số dòng xúc kép đang có trên thị trường. Cái con này là nó thuộc dạng là siêu to, gỗ này là 1m22, 2m44, và đây cái thùng này đã vào xít nữa thì 1m22 luôn này, 1m20 rồi, rất là to, sâu nhá em, ước chừng găng tay 20 này, 40 này, 60 này, sâu gần 80. Và cái thùng này cũng khá là sâu nhé, 20 này, 40 này, 60 này. Đấy, nó khoảng tầm 70 cm. Đấy, thùng to này không ạ. Nhưng cái thùng này thì nó sẽ phù hợp cho các bác là khi các bác có hai chiếc như này. Bây giờ ví dụ nhá,
bế một cái này đặt sang bên cạnh nữa, thì hai chiếc này các bác chơi gần như là không cần loa súp để cardioc nữa. Tức là hai con mà đặt như này nó sẽ thành súp định hướng luôn. Nó sẽ đẩy cho cái tiếng hơi của loa bass nó đánh ra cái mặt trước này. Nôm na đây gọi là súp Homelander. Hai chiếc thì sẽ làm được cái việc. Hai chiếc thì tự động nó cắt góc luôn. Đấy. Còn như các loại súp khác thì hai chiếc nó vẫn có đằng sau, nhưng con này thì nó không có đằng sau. Nó sẽ định hướng luôn. Và các bác setup theo kiểu là để Enfile thì nó được dạng là mạnh nhất luôn. Bốn chiếc này họ đánh Enfile nó phải ngang với mấy con này này. Đấy. Thực tế mà nói, cái súp này các bác nắp từ 28 côn 125 hoặc là từ neo một côn 150 hoặc là côn 125, cứ biết là côn 125 hoặc côn 150 thì nó đánh ngang với chiếc này nắp từ 22 côn 100 phổ thông. Đấy, nó thực tế là thế. Áp suất con này tạo ra rất là lớn. Như các bác nắp ở củ loa thường ấy, củ hầm bình thường hay củ mặt nhá, thì độ nhạy nó chỉ là tầm 98 đến 100 dB. Nhưng khi các bác nắp cái củ đó vào cái thùng này thì con này đã nhạy 97 đến 98 dB rồi. Đấy. Như cái tổ củ bass mà 2 côn ấy là độ nhạy 95. Nắp vào cái thùng này nó nên sẽ được 98 đến 99. Thậm chí là 100. Nếu như nắp cái củ nào nó hợp với thùng này thì không phải là nhạy 98 99 100 mà có khi là 102 đến 104 dB độ nhạy. Và nắp vào cái hầm này thì nó cũng sẽ cộng hưởng thêm rất là nhiều. Nó sẽ nôi những cái gì mạnh nhất của cái củ nó bass nó sẽ nôi lên. Trong một số trường hợp thì khối lượng thùng nó sẽ quyết định cái chất lượng âm thanh của bass. Và đây em đã nghiên cứu và tạo ra một số dòng súp nó thật sự là hiệu quả để các bác đi làm chương trình cho nó hiệu quả nhất. Dòng này hứa hẹn với các bác là nó sẽ định hướng lại, tái định khúc, định hướng phân khúc lại cho các bác là loa siêu trầm hàng Việt Nam. Có những cái làm rất hiệu quả, những cái làm rất tốt, và có những cái làm các bác sẽ không tưởng tượng được đâu. Đấy nhá, anh em mới nắp qua thôi. Còn trong cái tấm gỗ này này là cái tấm hắt gió, thì ngày mai là sẽ đóng lại. Bây giờ đặt vào đây là công gỗ nhá, cho nó không bị ngóp vào. Đấy. Thật sự là anh em vừa đóng xong nó to kinh khủng. Cái dòng này thì bên em sau sẽ thiết kế thêm cái kiểu là lưới có thể tháo giờ. Lưới có thể tháo nhanh, chứ không phải là bán ốc này nữa, tháo nhanh. Để khi các bác xong chương trình thì sẽ thiết kế một cái kiểu khuôn thùng giống như này này. Mà các bác sẽ nhét luôn hai chiếc này ra vào đây. Đấy. Gọi là một mẹ bồng con luôn. Đấy. Một mẹ bồng hai con luôn. Nhưng con này thì nó không làm được. Con này là cái khoang này này. Các bác nhìn cái khoang bát thôi. Củ bát nó sẽ đậu đến khoảng tầm này. Đấy, khoảng tầm này. Đấy là củ bát thường thường là thế. Củ bát nào sâu nó chỉ được có 25cm thôi. Như cái bát hay côn nó chỉ được thế thôi. Còn bát thường hay là bát neo gì đấy nó chỉ có vào 22 hoặc là 20cm thôi là hết cỡ rồi. Thì đây nhá, nhá hình các bác nhá. Hiện tại đang có sẵn là Tupper Home 118XL và BC28SH. Hứa hẹn những sản phẩm sẽ tái định khúc phân khúc loa siêu trầm thùng sản xuất tại Việt Nam. Và cam kết với các bác những sản phẩm này nó đánh nó rất hiệu quả hơn tất cả các dòng súp hàng gióng tại Việt Nam các bác đang sử dụng. Hứa hẹn luôn và cam kết luôn. Còn nếu như các bác sử dụng mà không như ý các bác mong muốn, hoặc các bác bảo là cái thùng Việt Nam nó đánh êm hơn, hay hơn, mềm hơn, hoặc là cục tính hơn thì chắc chắn. Còn êm hơn và mềm hơn các cái mẫu thùng bên em nghiên cứu và phát triển, các bác cứ giả lại em hàng. Đấy. Cứ phí bao nhiêu em chịu chưa? Cam kết như thế để các bác biết nhé. Khẳng định luôn, chứ không phải nói đùa, khẳng định luôn. Ok, video đến đây là kết thúc. Không làm phiền các bác nữa, không làm phiền anh em trong xưởng nữa. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.